Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự cấp huyện ngày 12 tháng 10 của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình hôm nay có những tin trình sau đây. Tam đảo đánh giá công tác xuất khẩu lao động 9 tháng đầu năm. Xã Duy Phiên thực hiện tiêu chí cơ sở vật chất trường học trong xây dựng nông thôn mới. Hội nông dân thị xã Phúc Yên trên con đường hội nhập. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ủy ban nhân dân huyện Tam Đảo vừa tổ chức buổi họp giao ban về công tác xuất khẩu lao động của huyện tháng 9 năm 2014. Cùng với việc xây dựng và triển khai các văn bản chỉ đạo về công tác xuất khẩu lao động, ban chỉ đạo huyện còn hướng dẫn các xã thị trấn, các ban ngành đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền về xuất khẩu lao động, bố trí 2 cán bộ của phòng lao động thương binh và xã hội huyện trực tiếp làm công tác xuất khẩu lao động. Đến nay, 100% xã thị trấn đã thành lập và kiện toàn được ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch và ban hành được nghị quyết của Đảng ủy về công tác xuất khẩu lao động. Đến hết ngày 1 tháng 10 năm 2014, toàn huyện đã đưa được 78 lao động đi xuất khẩu. Kết luận buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện đề nghị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân về công tác xuất khẩu lao động. Mỗi xã thị trấn cần tổ chức ít nhất 2 buổi làm việc giữa công ty tuyển dụng với người lao động và nhân dân trên địa bàn và tiếp tục điều tra khảo sát về cung cầu lao động trên địa bàn để làm cơ sở xây dựng kế hoạch xuất khẩu lao động cho năm 2015. Ngày 10 tháng 10, Hội chữ thập đỏ phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện Bình Xuyên tổ chức khám, tư vấn, tặng quà, cấp thuốc miễn phí cho 70 đối tượng là cựu chiến binh, thanh niên xung phong bị nhiễm chất độc hóa học tại 7 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Đây là một hoạt động thiết thực và ý nghĩa, góp phần chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho người cao tuổi, nạn nhân da cam, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy chính quyền và ngành y tế từ huyện đến cơ sở, đồng thời khẳng định vai trò của ngành y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đẩy mạnh cuộc vận động mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, chung sức cùng xã hội chăm lo đời sống sức khỏe, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. Hội chữ thập đỏ huyện Bình Xuyên phối hợp với đội y sĩ dân nguyện của huyện để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho các đối tượng nạn nhân da cam. Đây là một trong những hoạt động mà chính trong cái chuỗi hoạt động nhân đạo về công tác chăm sóc sức khỏe của huyện, cũng là cái ý kiến chỉ đạo và đồng thời là sự quan tâm của Đảng, của nhà nước, tri ân đối với những người có công trong hai cuộc chiến tranh. Bản thân tôi rất là phấn khởi bởi vì là trước kia chúng tôi đã từng tham gia cuộc kháng chiến, được Đảng và Chính phủ cũng như các đoàn thể các đã quan tâm chúng tôi về đây để khám sức khỏe chữa bệnh thì chúng tôi rất là phấn khởi bởi vì là đã thứ nhất là động viên cái tinh thần tư tưởng, thứ hai là bản thân cũng đã biết những bệnh tật để mà cố gắng là đảm bảo sức khỏe. Nhân dịp này, Hội chữ thập đỏ huyện đã trao tặng 70 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng, gồm tiền mặt và thuốc chữa bệnh cho các nạn nhân chất độc da cam. Chương trình sẽ được tiếp tục với những hình ảnh bà con nông dân chăm sóc cây trồng vụ đông năm 2014. Thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên gieo trồng 260 ha cây vụ đông, trong đó có 200 ha đậu tương, 10 ha ngô, còn lại là bí đỏ và các loại rau màu khác. Bà con nông dân thị trấn đang tập trung chăm sóc, làm cỏ, tưới nước, bỏ phân gốc cho cây ngô đồng, đồng thời tiếp tục gieo trồng các diện tích còn lại. Thị trấn cũng đang vận động bà con đẩy nhanh tiến độ gieo trồng cây vụ đông, tập trung áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật trong khâu làm đất, thực hiện thâm canh, lựa chọn các giống rau màu ngắn ngày có hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với thổ nhưỡng ở địa phương, chú trọng phòng trừ sâu bệnh để tăng hiệu quả trên một diện tích đơn vị canh tác. Xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch trồng trên 91 ha cây vụ đông, trong đó cây ngô là cây chủ lực chiếm gần 46 ha, còn lại là các loại rau màu khác. Hiện nay bà con nông dân trong xã đang tập trung chăm sóc làm cỏ, vun gốc cho cây ngô đồng, đồng thời tiếp tục gieo tỉa rạm cho các diện tích còn lại. Phấn đấu hoàn thành diện tích gieo trồng cây vụ đông đúng khung lịch. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân xã cũng tích cực tuyên truyền người dân các biện pháp chăm sóc phòng chống sâu bệnh ngay từ đầu vụ đối với từng loại cây trồng, giúp người dân chủ động hơn trong công tác phòng chống sâu bệnh. Để thực hiện có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn, huyện Lập Thạch đang tiếp tục triển khai bê tông nhiều tuyến đường giao thông, giúp việc giao thương đi lại được thuận tiện, dễ dàng. Trong 9 tháng đầu năm, toàn huyện đã cứng hóa được 7,2 km đường giao thông huyện lộ với tổng giá trị đạt 59,5 tỷ đồng, khởi công 12 công trình giao thông nông thôn,
đến nay đã bê tông được 17,8 km với tổng giá trị gần 32 tỷ đồng. Mặt khác, huyện cũng đã chỉ đạo đôn đốc các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn thu quỹ giao thông nông thôn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thu nộp quỹ bảo trì đường bộ. Tính đến thời điểm hiện tại, quỹ giao thông nông thôn cấp huyện đã vận động được gần 500 triệu đồng. Đã có 15 trên 20 xã thị trấn thực hiện thu nộp quỹ bảo trì đường bộ với tổng số tiền trên 400 triệu đồng. Việc thực hiện tốt công tác xây dựng các tuyến đường giao thông đã góp phần đưa giá trị kinh doanh vận tải đạt trên 140 tỷ đồng. Từ nay đến hết năm, huyện sẽ tiếp tục đôn đốc các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn làm tốt công tác thu quỹ giao thông nông thôn, quỹ bảo trì đường bộ. Đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, các công trình giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, tiến hành kiểm tra rà soát điều chỉnh hệ thống biển báo và triển khai lắp đặt biển báo hạn chế trọng tải đường bộ. Kiên quyết xử lý và giải tỏa các vi phạm hành lang giao thông. Đối với tiêu chí số 5 về cơ sở vật chất trường học, trên địa bàn xã Duy Phiên hiện có 4 trường học, trong đó có 2 trên 4 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Để hoàn thành tiêu chí về trường học, các xã đã đầu tư xây dựng và hoàn thành công trình lớp học bộ môn, hệ thống hàng rào, nhà bảo vệ trường trung học cơ sở. Phấn đấu đến tháng 11 năm 2014, trường trung học cơ sở Duy Phiên sẽ đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Trường mầm non cơ sở 2 đã hoàn thành nhà lớp học 2 tầng, tường rào, cổng, trong đó huyện hỗ trợ 5 tỷ đồng. Xã Duy Phiên phấn đấu sẽ hoàn thành tiêu chí trường học trong tháng 11 năm 2014. Chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu kinh tế của thị xã Phúc Yên, nhưng nông nghiệp lại đóng vai trò rất quan trọng trong việc cung cấp lương thực, thực phẩm, cũng như các sản phẩm nông nghiệp phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân thị xã, đồng thời giải quyết việc làm cho một lực lượng lớn lao động khu vực nông thôn, góp phần vào việc ổn định đời sống, đảm bảo an sinh xã hội. Kết quả này có một phần đóng góp không nhỏ của Hội Nông dân thị xã. Hội Nông dân thị xã Phúc Yên hiện có gần 8.200 hội viên sinh hoạt ở 9 cơ sở hội với 83 chi hội. Những năm qua, cùng với việc đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, Hội Nông dân thị xã thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp giúp hội viên phát triển kinh tế, tăng thu nhập, vươn lên làm giàu, chung sức xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao kiến thức, kinh nghiệm để nông dân Phúc Yên ngày càng tiếp cận với những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt chăn nuôi, phát triển dịch vụ, tìm kiếm đối tác liên kết đầu tư phát triển sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, giúp tăng thu nhập cho người dân. Hội Nông dân thị xã đã tập trung đẩy mạnh các hoạt động kinh tế xã hội thông qua việc thực hiện xây dựng các mô hình phát triển sản xuất cho hội viên nông dân, xuất khẩu lao động và chung sức xây dựng nông thôn mới, đã tổ chức các buổi đi tham quan, học tập kinh nghiệm cho hội viên nông dân. Ngoài ra, còn phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, doanh nghiệp sản xuất thương mại xây dựng điểm bán hàng Việt, tham gia bán hàng bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu của tỉnh như gạo, thịt lợn, thịt gà. Chỉ đạo cơ sở hội đẩy mạnh tuyên truyền vận động con em hội viên nông dân đi xuất khẩu lao động. Trong thời gian qua, Hội Nông dân thị xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tích cực tuyên truyền, hướng dẫn hội viên nông dân chuyển dịch cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp theo hướng thâm canh, chuyên canh, vùng trồng trọt sản xuất hàng hóa, hình thành và phát triển chuỗi sản xuất sản phẩm nông nghiệp bền vững, tạo điều kiện thuận lợi giúp hội viên nông dân có điều kiện tiếp cận và ứng dụng có hiệu quả các thành tựu tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã bảo lãnh tín chấp cho trên 1.300 hội viên vay vốn sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập. Ngoài ra, hội còn ký hợp đồng mua hàng trăm tấn phân bón trả chậm trị giá trên 1 tỷ đồng để cung ứng kịp thời cho hội viên nông dân chăm bón cây trồng. Từ những mô hình phát triển bền vững, những việc làm thiết thực phù hợp với điều kiện thực tế của thị xã và xu thế hội nhập, Hội Nông dân thị xã Phúc Yên đã và đang góp một phần không nhỏ làm thay đổi diện mạo nông nghiệp nông thôn của thị xã, hướng tới mục tiêu xây dựng thị xã Phúc Yên trở thành thành phố Phúc Yên vào năm 2015. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự cấp huyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tâm nguyện cuối cùng mà người để lại cho hậu thế trước lúc đi xa. Di chúc thể hiện tình cảm, ý chí, niềm tin, trách nhiệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc, với nhân dân và sự nghiệp cách mạng. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là văn kiện có giá trị vô cùng to lớn
đối với quá trình cách mạng và sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trên nhiều phương diện, vạch ra phương hướng cho cách mạng Việt Nam cả hôm nay và trong tương lai. Trong di chúc, mối quan tâm đầu tiên của Hồ Chí Minh là về Đảng, người căn dặn, các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ cần phải gìn giữ sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con người của mắt mình. Đảng ta là một đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói lên mong muốn cuối cùng trước lúc đi xa là mong muốn toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. 45 năm qua, di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là nguồn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một dịp để chúng ta tiếp tục ôn lại lời căn dặn tâm huyết cuối cùng của lãnh tụ kính yêu, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới trước lúc đi xa. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc luôn khắc ghi lời dạy của Bác, quyết tâm hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, phồn vinh như lời căn dặn của Người khi về thăm Vĩnh Phúc. Phải làm cho Vĩnh Phúc trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta.